Thưa quý vị, thực hiện chủ đề năm 2021 là năm khôi phục tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế. Nhiều dự án, công trình trọng điểm và các ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố Đà Nẵng đã quyết liệt ra quân thi công, sản xuất ngay đầu năm mới Tân Sửu 2021. Ngay sau Tết Nguyên Đán, dự án cải thiện môi trường nước khu vực phía đông Sơn Trà đã huy động nhân vật lực để đẩy nhanh tiến độ các hạng mục. Đây là dự án có chức năng giải quyết ô nhiễm, chống ngập úng tại khu vực ven biển Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, dự kiến hoàn thành tháng 9 năm nay. Để kịp tiến độ dự án, nhà thầu đã sử dụng công nghệ khoan kích ngầm, giảm thiểu thời gian hoàn trả mặt bằng. Đường đang giao thông thì chúng ta đào, nhưng mà đào đường như thế thì ảnh hưởng đến cái vấn đề đi lại giao thông về môi trường, ảnh hưởng rất là lớn. Đào như thế thì cái công nghệ này khắc phục được cái vấn đề đó. Như vậy diện tích mình chỉ là khoảng 250m thì mình mới làm một cái vị trí như thế, thi công một vị trí. Thì sau đó mình khoan kích, như vậy cho cái việc đã giao thông ở trên đường là không bị ảnh hưởng. Năm 2021, thành phố Đà Nẵng đặt ra mục tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP tăng 6% so với năm 2020. Ngay sau Tết Nguyên Đán, các ngành kinh tế mũi nhọn như logistics, cảng biển, công nghiệp công nghệ cao, ngư nghiệp, công nghiệp sản xuất, chế tạo đã nhanh chóng ổn định trở lại sản xuất và gắn với đảm bảo phòng chống dịch COVID-19. Năm này thì chúng tôi tập trung mạnh vào cái việc phát triển cơ sở hạ tầng, trong đó xây dựng và phát triển một cái bãi container hơn 5 hecta. Thì sau khi mà 5 hecta này vào thì chúng tôi năng lực tiếp nhận hàng, chúng tôi sẽ tăng gần 20%. Có thể nói rằng là các cái dự án, các công trình đầu năm Tân Sửu thì rất là phấn khởi, khí thế, và các cái chủ đầu tư rất là quan tâm và chỉ đạo rất là quyết liệt để mà các công trình này hoàn thành và đưa vào sử dụng, thì nó sẽ có tác động lan tỏa đến các hoạt động cũng như các dự án khác của thành phố. Riêng đối với dự án cải tạo cụm nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý, hiện nay chậm tiến độ so với kế hoạch. Lãnh đạo thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp đẩy nhanh tiến độ thi công dự án. Nếu sau khi kết thúc thời gian hợp đồng mà công trình chưa hoàn thành, cần làm rõ trách nhiệm của Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông, các nhà thầu và các cơ quan, đơn vị chức năng, địa phương có liên quan, làm rõ các nguyên nhân chủ quan, khách quan của việc chậm trễ để các cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý theo đúng quy định.